này Ừ, bỏ bạn không? tôi nó đãi con này rồi, tiền không á. Bây giờ lấy kéo cắt ra ha. Cái đó lấy kéo ra. Lấy cho tụi nhỏ nó ăn đi. Đúng rồi, cho mấy đứa nhỏ nó ra nó ăn. Tại vì tụi già này. Tụi già nó no rồi, ta nói thiệt. Mày kêu hai đứa nó ra ăn cho nó vui. Không có chỗ, mình cứ thoải mái đi, đừng đừng có ấy thoải mái. Đúng là phải kiếm bây mấy ghế đậu. Con su còn đỡ chứ, ông nhìn đứa nhỏ không có muốn xuống ra đâu. Không có. Nó con kia chứ. Dư ký với con lớn thì lại không dư. Nhưng mà con lớn kén ăn vô cùng vậy nè. Thì đó bởi vậy nó mới. Nhưng mà hôm nay cái đùn ngao cho nó ăn đi. Được không? Nó không có thích ăn cái này. Rồi. Chỉ có con nhỏ nó mới thích ăn. Kêu con nhỏ ra ăn. Các con ra ăn đi. Hồi chiều nó ăn tối rồi. Không, nhưng mà cái này đặc biệt nó cần chất đạm thì nó cần đạm chứ tụi này giữ đạm. Wow. Có cái chai 18 năm á, mới đã có uống không thì